quan á. Cá rô biển của biển nữa, hai con liền. Kinh này của biển nhiều. Thất lát mọi người, quá còn thứ hai thất lát hai con rồi. Ôi, có vô. Cái vô bạn ơi. Đây nha. Cái vô. Lên. Lên. Lên, hết vô rồi. Một em cá vô nha. Một cái vài trăm gram. 400 gram. Quá sướng các bạn ơi. Vô trời trời trời. Quẹt quậy chặt mấy cá chết hết.
lên vô quán này nó bự. Quá ngon. Úp sát bên. Cây gì chắc đứt dây nữa. Còn lối vô cây không? Bỏ. Mày nhỉ, thắt lát mà ơi. Tập dũng chạy lại liền. Ở đây cá cái này nè. Nãy giờ được ba con cá thắt lát các bạn ơi. Chưa tập dũng nó mới chạy lại năng. Nó là nổi. Nó không mà nó ăn. Cái sậy vô duyên thiệt. Vô duyên gì? Sậy dây. Ăn rồi. Cá gô. Được, cái này được. Không lớn lắm. Thắt lát rồi các bạn ơi. Thắt lát, thắt lát. Thắt lát. Hết ruột rồi. Tập bún chạy lại liền. Biết cái tẩy của nó. Tiếp tục lên hàng. Được 4 con thắt lát này. Câu được con thắt lát này.
khi nào được hai con. Thử lần lần nữa. Chuyện chỗ khác quá trình ghê tởm. Ăn nữa rồi cứ ngu. Tính nó phát lát rồi chứ. Phát lát, phát lát. Cái gì? Cái gì? Cô mê, cô mê. Hồi hộp quá. Giật không lên, tính nó phát lát luôn. Cô mời các bạn ơi. Quá dài. Dục nó đi. Gù mề. Đây nữa, cô mày. Đây lên. Lên hàng. Nhỏ hơn con nãy. Gì hả cô mày? Quá cô bự quá. Ê sao mà vô cửa trời, quá trời cá rô bạn ơi, nó tròn luôn. Quá đầm đầm cái gì á, ăn gì. Đây, cái rùa bạn. Sao mà vụt cái lưỡi hay trời. Cái lưỡi hay sức mép luôn.
coi. Ủa sức mép xíu nữa lọt ngoài. Bụm bụm trong cái lỗ nè, sát bờ. Lát chịu ra. Chỉ còn không ăn lát thả vô. Trời ơi, trời nó bị mình chưa ăn được. Cá này hổn thiệt chứ. Ngâm chút được. Chưa nuốt. Nó chưa nuốt mới táp mồi mình giật rồi. Cho mình luyện chút nữa xem. Ăn rồi. Chờ nó lâu chút giật. Cá này ốm quá. Tâm teo trời. Chuyển qua cái lỗ bên kia, lỗ hai con, còn được hai con hết ăn. Lên hàng mày bạn ơi, quá trời cá. Quá dài. Ốm. Bụng mềm hơi ốm. Mày nữa. Lên, 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 lên. Được vượt mấy lần. Nghe không á. Dần tươi luôn. Cái lưỡi kia hơi, hơi lớn, to. Mới đổi lưỡi mới. Đổi lưỡi là dính liền. Con sang chỗ kế bên mày nuốt.
lực lên. Cái lỗ này đâu rồi, đó cái gì vậy? Dính cùng súng lột luôn. Vậy con hả? Ủa mời bạn ơi. Dạ, kiến cắn quá. Quá kiến vàng. Quá chạy nó cắn quá trời. Giờ quay thành quả ngày hôm nay các bạn ơi. Bốn cái thật lát. Lát chết, yếu quá. Gù mì. Mấy con. Thôi, chào bạn nha. Mừng mấy con cá chết nè. Muối chiên. Còn mấy cá rô này chắc rộng. Các bạn trong các video tiếp theo nha. Như đây các khoảng ký ngoài.